Chào các em, ngày hôm nay thì mình sẽ đến với cả bài giảng về góc giữa hai mặt phẳng. Đây là bài giảng mà thầy nghĩ rằng là nó gần như là tối quan trọng ở trong cái chương trình hình không gian lớp 11. Và quan trọng hơn, nó còn là một cái bài toán cực kỳ tiêu biểu trong đề thi đại học của các em nếu sau này các em lên lớp 12 và các em tiến tới cái kỳ thi đại học. Và cái khó của bài này ấy, đó là để có thể giải quyết được các cái vấn đề về góc, và nhất là góc giữa hai mặt phẳng, thì chúng ta lại còn phải nắm được các cái kiến thức trước đó chúng ta học. Thì bây giờ các bạn xem này, nói về góc và nói về quan hệ vuông góc thì chúng ta đã có những cái bài toán nào. Thì bây giờ thầy tổng kết cho các bạn một chút nhá. Về vấn đề góc, nếu học rồi thì các em biết góc, các em sẽ phải trải nghiệm và tính toán và phải làm bài với ba loại góc sau. Loại góc thứ nhất, đó là góc giữa hai đường thẳng chéo nhau, đúng không ạ? Góc giữa hai đường chéo nhau. Góc giữa hai đường thẳng chéo nhau. Đây là loại đầu tiên. Thì thầy có thể nói lại với các bạn về cái phương pháp làm cái góc này nhá. Tất nhiên thầy đã có cái bài giảng về phần này rồi, nhưng thầy nói lại một đôi chút xíu này. Để xác định góc giữa hai đường thẳng chéo nhau, ví dụ đường thẳng A và đường thẳng B. Đương nhiên hai đường thẳng chéo nhau thì nó sẽ không thể cắt được nhau. Cho nên là mình không thể nào mà nhìn thấy cái góc đó. Và cái nhiệm vụ của em xác định góc này thì các em sẽ phải di song song. Tức là gì? Em sẽ phải tìm ra một cái đường A phẩy song song với A, đúng không? Tiếp theo em tìm một cái đường B phẩy để song song với B. Thế thì khi A với B nó không chập lại vì nó chéo nhau, nhưng ta thay thế nó bằng A phẩy và B phẩy. Một thằng song song với thằng thứ nhất, thằng này song song thằng thứ hai. Thế thì khi chúng nó chéo nhau vào thì đây chính là góc. Đó, như vậy là cách dạy góc giữa hai đường chéo nhau thì nó có cái quy tắc dạy là như vậy. Thì chắc các bạn nhớ cái bài giảng đó, đúng không? Tiếp theo, loại góc thứ hai này, đó là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Đó, thì thầy hy vọng là các bạn cũng đã xem cái bài giảng này của thầy rồi nhá. Thầy đã có một cái bài giảng và được các bạn đón nhận rất là nhiều. Và rất là cảm ơn các em đã theo dõi cái bài góc giữa đường và mặt, đúng không ạ? Các em có thể tìm kiếm ở trên kênh YouTube của thầy thì các em sẽ thấy ngay, và các em sẽ được khai sáng luôn về vấn đề góc. Đấy. Thế còn ngày hôm nay ta học đến vấn đề cuối cùng, đó là góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt. Thì các bạn lưu ý rằng là nó cũng sẽ tăng dần theo cấp độ nha. Thầy cũng sắp xếp theo cấp độ rồi. Góc giữa hai đường chéo nhau thường là dễ nhất. Góc giữa đường và mặt phẳng thì khó hơn một đôi chút. Còn phần góc khó nhất sẽ luôn luôn là góc giữa hai mặt phẳng với nhau. Đấy. Và vì cái tính chất quan trọng của bài toán và vì cái độ khó của bài toán, cho nên thầy sẽ chia cái bài giảng ngày hôm nay thành hai phần. Trong đó buổi ngày hôm nay ta học phần 1. Phần 1 là gì thì chút nữa thì chúng ta sẽ đề cập tới. Và chúng ta còn một buổi phần 2 nữa. Đấy. Thì các bạn lưu ý giúp thầy nhá. Bài này chúng ta sẽ có hai phần. Và thêm nữa là cái bài góc giữa hai mặt phẳng này, nó là một cái nội dung quan trọng, nhưng là ở trong bài hai mặt phẳng vuông góc. Các bạn chú ý, nó là một nội dung trong bài hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hai mặt phẳng vuông góc nhá. Ở trong sách giáo khoa ấy thì các em có một bài, đó là bài hai mặt phẳng vuông góc, thì cái nội dung quan trọng của nó là chính là góc giữa hai mặt. Nhưng thôi, chúng ta giới thiệu với nhau thế nó đủ rồi để chúng ta khái quát hóa lại về chương trình. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào một loại góc, đó là góc giữa hai mặt, phần 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết nhá. Những lý thuyết các em cần biết ở trong nội dung này. Lý thuyết về góc giữa hai mặt phẳng. Rồi. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có một cái khái niệm nhá. Chúng mình sẽ có một khái niệm. Thứ nhất, đó là về khái niệm góc giữa hai mặt phẳng. Các em lưu ý là khi mà các em học bài ấy, thì em luôn cần biết khái niệm. Có thể khái niệm nó sẽ không phải là hợp đồng nhất với cả phương pháp làm bài, nhưng chúng ta phải nắm được khái niệm thì chúng ta làm bài nó mới tốt hơn được, đúng không ạ? Về khái niệm góc giữa hai mặt phẳng, các bạn ghi giúp thầy này. Góc giữa hai mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng là góc tạo bởi, là góc tạo bởi hai cái đường thẳng, tạo bởi hai cái đường thẳng mà lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó, lần lượt vuông với hai mặt phẳng đó. Đấy, thì đây là khái niệm. Các em viết vào và các em có hiểu khái niệm này không? Thì đọc lại, nhấn nhá lại một chút nha.
Góc giữa hai mặt phẳng là góc tạo bởi hai đường thẳng. Các em chú ý rằng là góc ấy thì bao giờ cũng tạo bởi hai đường thẳng đúng không? Đường thẳng số 1 và đường thẳng số 2. Thì khi hai đường thẳng nó chập lại với nhau ấy thì chúng ta mới tạo ra góc. Đó. Tuy nhiên là hai đường thẳng này có gì đặc biệt? Thì nó là góc tạo bởi hai đường thẳng mà hai đường thẳng này lần lượt vuông góc với cả hai cái mặt phẳng đó. Thầy viết một cách ký hiệu này, các bạn chú ý này. Ví dụ các em có nhá. Em có một đường thẳng A vuông góc với mặt phẳng P, đúng không? Em lại có một đường thẳng B nào đó vuông góc với mặt phẳng Q. Đây. Hai đường thẳng lần lượt vuông góc với cả hai mặt phẳng. Thế thì các em sẽ suy ra này, góc giữa mặt phẳng P và mặt phẳng Q sẽ được tính bằng góc giữa đường thẳng A và đường thẳng B. Đó, nó chính là góc đây đúng không ạ? Tạo bởi hai đường thẳng, thằng này vuông góc với thằng này, thằng này vuông góc với thằng này, thì hai thằng này chập lại, thì đó chính là góc cần tìm. Thì đấy là về khái niệm. Đấy, các bạn nhớ nhá, về định nghĩa, đúng không? Thì các bạn chú ý, nói thế cho các bạn hiểu đúng không ạ? Thế tuy nhiên là khái niệm thì là vậy, nhưng để có thể tìm được ra góc ấy, thì thầy nói thật với các bạn rằng là chưa chắc chúng ta dùng khái niệm chúng ta đã tìm ra. Bởi vì hình không gian thực ra nó khá là ảo ảo, đúng không? Không gian mà. Nên là thầy có trách nhiệm là đưa cho các em cái phương pháp để các em thể tìm ra được cái góc đó. Đấy, thì đấy là cái trách nhiệm của thầy. Bên cạnh khái niệm và định nghĩa thì các em sẽ có một cái phương pháp để em có thể tìm được cái góc đó tốt hơn. Đấy, thì các bạn ghi giúp thầy nhá. Đây, phần tiếp theo này, đó là phương pháp tìm góc giữa hai mặt phẳng. Phương pháp tìm góc. Chúng ta sẽ tìm xác định như nào, đúng không ạ? Phương pháp để tìm góc giữa hai mặt. Thì cũng nói luôn đây. Tại sao bài ngày hôm nay phần 1 thì để các em thể làm tốt hình không gian ấy thì các em cần phải phân cái tình huống nó rõ ràng ra. Các em biết rằng là trong hình không gian ấy, thầy nói một chút này, đây các em nhìn vào hình này. Trong cái hình không gian của các em, ví dụ một cái hình chóp này chẳng hạn, mà kể cả hình lăng trụ cũng như vậy thôi, các bạn để ý giúp thầy nhá. Với một cái hình chóp hay kể cả một cái hình lăng trụ cũng như vậy, thì nói về mặt phẳng ấy, chúng ta có hai loại mặt, đúng không? Nói về mặt phẳng, các em sẽ có hai loại mặt, đó là một cái mặt ở bên dưới này, cái mặt ở bên dưới cùng người ta gọi là mặt đáy, đúng không? Ta có mặt đáy và những cái mặt ở bao quanh, ví dụ mặt SAB, mặt SCD và mặt SAD chẳng hạn, người ta gọi là mặt bên. Như vậy là mình có hai thể loại mặt, đó là mặt phẳng đáy và mặt phẳng bên. Thế thì từ đây ấy, thì mới sinh ra một cái vấn đề là thế thì góc giữa hai mặt phẳng nó có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất đó chính là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Góc giữa cái mặt bên và mặt đáy. Đấy, góc giữa mặt bên và mặt đáy, hay thầy vẫn thường gọi là góc giữa mặt bên trên và mặt ở bên dưới, đúng không? Đây chính là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, đây, trường hợp thứ hai đó là góc giữa mặt bên và mặt bên. Góc giữa hai cái mặt bên với nhau. Đấy, tại vì chúng ta chỉ có hai loại mặt thôi mà, mặt bên và mặt bên. Được chưa? Nhưng mà chúng ta không thể có trường hợp là góc giữa hai mặt đáy được, vì đáy ta có một đáy thì lấy đâu ra hai đáy, đúng không? Thế thì em hiểu rằng góc nó sẽ chỉ rơi vào hai trường hợp như vậy, đúng không? Thế thì ngày hôm nay ấy, thì thầy sẽ hướng dẫn, trong phần 1 thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để có thể tính toán một cách ngon lành cái góc giữa mặt bên và mặt đáy. Còn trong buổi ngày hôm sau thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn những cái kinh nghiệm để góc giữa hai mặt bên, và thường góc giữa hai mặt bên là những cái bài khó. Đấy, còn những cái bài này là những bài nền tảng mà ta hay kiểm tra lớp 11. Còn những bài này là những bài khó hơn một chút xíu. Đấy, thì các bạn chú ý nhá. Nào, hôm nay phần 1 ta đến góc giữa mặt bên và mặt đáy. Nào, chúng ta đến là phần thứ nhất nhá. Nào, phần 1. Đó là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Phần 1. Góc giữa mặt bên và mặt đáy. Góc giữa mặt bên và mặt đáy. Đúng không ạ? Thế làm nào để các em thể xác định cái góc giữa mặt bên và mặt đáy, thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn thứ nhất là về cái quy trình làm nó, và thứ hai đó là về cái hình vẽ rồi cách tính nhá. Các em làm như sau này, về quy trình, thứ nhất quy trình xác định, các em cứ ghi cho thầy cái quy trình xác định này vào, sau đó thì chúng mình sẽ lấy cái hình vẽ để chúng ta mô tả, đúng không ạ? Các bạn ghi đủ các bước của thầy nhá. Bước 1 đó là xác định giao tuyến, tức là điểm chung giữa chúng đấy, đường chung giữa chúng. Bởi vì hai mặt phẳng thì sẽ luôn có một cái đường chung,
giữa một cái mặt bên trên và một cái mặt bên dưới sẽ luôn có một cái đường chung, thế gọi là giao tuyến. Cái bước này ta chỉ mất tầm 1 giây thôi là xong các bạn, mất 1 giây thôi, nhìn phát thấy ngay mà. Bước 2 này, từ điểm còn lại, từ điểm còn lại thì thường là trên đỉnh nhá, thường là đỉnh đến 99% đấy, thường chính là cái đỉnh của hình ấy, đỉnh bên trên đó. Hạ vuông góc xuống mặt phẳng kia, hạ vuông góc xuống mặt kia đó, từ đỉnh còn lại hạ vuông góc xuống mặt kia. Tất nhiên tí nữa thì mình sẽ có hình vẽ mô tả đỉnh còn lại là gì. Bước 3 đó là các em tiếp tục hạ vuông góc, tiếp tục hạ vuông góc với, tiếp tục hạ vuông góc với gì nhỉ, giao tuyến, tiếp tục hạ vuông góc với giao tuyến nhá. Và bước cuối cùng, bước cuối cùng đó là các em sẽ nối lên đỉnh. Đỉnh tức là cái điểm ở trên này này. Đấy, nối lên cái điểm còn lại này, chính xác là nối lên cái điểm còn lại nhá. Nối lên cái điểm còn lại. Thường nó là đỉnh đấy. Thường là đỉnh. Thì các bạn chú ý là góc ở trên giao tuyến. Góc nằm trên giao tuyến. Đấy, thì trên đây là quy trình, thì các em ghi cho thầy 4 bước quy trình. Nhưng đương nhiên là nếu không có hình vẽ mô tả thì các bạn sẽ không hiểu được quy trình đang nói cái gì. Thầy sẽ vẽ nhanh cho các bạn cái mô tả ở đây. Thầy sẽ lấy cho các bạn một mặt đáy và một mặt bên nhá. Ví dụ này, đây là mặt đáy của thầy này, thầy gọi là mặt phẳng P nhá. Thầy có một cái mặt bên thì là cái mặt mà check lên trên. Đây, thầy gọi là mặt phẳng Q, được chưa? Thế thì bắt đầu các em bắt đầu nghe thầy hướng dẫn về cái cách để có thể xác định giữa mặt bên và mặt đáy này. Bước 1, tìm giao tuyến đúng không ạ? Tìm giao tuyến tức là như nào? Các bạn có thể nhìn thấy đường điểm chung, đường chung giữa cái mặt trên và mặt dưới. Đây, đây chính là giao tuyến này. Các bạn nhớ này. Bước 1, tìm giao tuyến. Bước 1, xong này. Bước này thường mất 1 giây thôi. Bước 2, từ điểm còn lại, hạ vuông góc xuống mặt kia. Thế các bạn chú ý là thường ta sẽ lấy điểm còn lại chính là điểm của cái mặt bên này này. Đây, chính là cái đỉnh ở bên trên đấy. Đây là giao tuyến đúng không? Đây là đường chung rồi thì cái điểm còn lại nó phải ở đây. Em hạ vuông góc xuống mặt đáy, tức là mặt kia đấy. Hạ vuông góc xuống mặt đáy. Đó. Đây là bước 2 trong quy trình. Bước 3 này. Tiếp tục hạ vuông góc với giao tuyến. Tức là như nào? Sau khi em thực hiện bước 2 là hạ vuông góc xuống mặt phẳng kia rồi thì tiếp tục từ cái chân vuông góc này, bạn hạ một đường vuông góc với giao tuyến. Đây, bạn hạ một đường vuông góc với giao tuyến. Đây chính là bước 3. Đó ạ. Đấy, sau bước 3 tiếp tục vuông góc với giao tuyến. Bước 4 ta nối lên đỉnh, ta nối lên là cái điểm mà ta bắt đầu hạ này. Đấy, bước 4 em nối lên đỉnh, kéo lên nhá. Đó. Thế thì cái góc của các em ấy chính là cái góc nằm trên cái giao tuyến này này, hay nó là cái góc này. Đây. Đấy, thì trên đây là quy trình xác định. Và góc này nó tạo bởi đường thẳng thứ nhất và đường thẳng thứ gì các bạn? Thứ hai. Đấy. Thế thì thầy có thể nhắm mắt lại thì làm lại cho các bạn này. Các bạn nghe này. Bước 1 xác định giao tuyến này, giao tuyến là đường ở dưới này, nhắm mắt này. Bước 2 từ trên đỉnh hạ vuông góc xuống cạnh xuống mặt phẳng bên dưới này. Bước 3 tiếp tục hạ vuông góc xuống giao tuyến này và bước 4 các bạn kéo lên trên này. Đó, thì các bạn sẽ được góc này. Đấy, bạn thấy không? Là nhắm mắt là chúng ta vẫn có thể vẽ được nếu mà góc giữa bên và đáy, được chưa? Thế còn những bạn nào mà các bạn trình bày tự luận nhá, thì sau khi em xác định xong ấy thì bạn cố gắng chứng minh, các bạn cố gắng chứng minh nếu làm tự luận nhá là cả cái đường 1 và cả cái đường 2 này cùng vuông góc với giao tuyến là được. Bạn chứng minh cho thầy cô biết là cái đường số 1 và đường số 2 này cùng vuông góc với giao tuyến là ok nhá. Đường 1 và đường 2 cùng vuông với giao tuyến thì là các bạn thành công. Còn nếu các em đã làm trắc nghiệm, đi thi các em làm trắc nghiệm thì các em không cần phải chứng minh, đúng không? Ta xác định góc và ta tính luôn. Đấy, thì trên đây là cái quy trình để xác định. Thế còn khi đã xác định được rồi ấy thì về việc tính góc, các em sẽ thấy rằng nó rất là giống với cả cái bài toán trước đây ta học thôi. Đó là cái góc này luôn nằm trong một tam giác vuông. Góc luôn nằm trong tam giác vuông, cho nên là để tính được góc này, em cần tính được tối thiểu hai cạnh, tối thiểu hai cạnh của cái tam giác này. Đấy. Sau đó thì các em sẽ dùng sin cos tan để em suy ra góc, được chưa? Đấy, thì các bạn chú ý nhá. Thì cách tính mình đã quen với bài trước rồi, đúng không? Ok. Đấy, như vậy là xác định này, chứng minh này và tính. Đấy, thì trên đây là lý thuyết, các em ghi lại giúp thầy. Một lần nữa thầy nhắc lại này, chúng ta nhắm mắt chúng ta làm này. Giao tuyến là 1 này, dựng vuông góc xuống này, dựng vuông góc xuống này, kéo lên này, được chưa? Đấy, nhắm mắt đã có góc.
Ok, bây giờ ta sẽ đến những cái ví dụ minh họa nhé. Nào, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Một câu hỏi với hình vẽ rất là quen thuộc. Cho hình chóp LABCD có SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. Đáy là hình chữ nhật với AB bằng A nhỏ. Rồi ok, bây giờ đáy nó là hình chóp, đáy là hình chữ nhật đã, đúng không ạ? Bây giờ thầy sẽ vẽ nhanh này. Chóp SABCD này, đúng không ạ? Hãy đừng quên học với thầy thì các bạn ký hiệu đủ các góc vuông mà nhá. Có dữ kiện quan trọng đó là SA vuông góc với đáy. Học trong quan hệ vuông góc thì quan trọng nhất đó là các em sách đúng đường cao, đúng không ạ? Có đường cao đúng thì ta sẽ có một bài toán hợp lý. SC ABCD. Dạ. SA vuông góc với đáy. Đáy là hình chữ nhật với AB bằng A nhỏ. Với AB bằng A nhỏ. AD bằng 2A. Cho SA bằng 2A. Ok. Rồi, thế như vậy là ta đã sẽ vẽ xong hình. Bây giờ thì câu hỏi tính góc giữa mặt phẳng SCD và mặt phẳng ABCD. Tính góc giữa mặt đây, SCD và mặt phẳng ABCD. Các bạn thể nhìn đầu bài nhá. Đấy, bây giờ thầy sẽ ghi lại câu hỏi xem bên này để ta cùng nhau ta làm. Tính góc giữa mặt phẳng SCD và mặt phẳng ABCD. Rồi. Thế thì trước khi làm bài này, các em cần xác định góc giữa hai mặt này là mặt gì và mặt gì. Các em sẽ nhìn thấy là mặt SCD nó ở bên trên đúng không? Còn mặt ABCD bên dưới, vậy ta hiểu nó góc giữa mặt bên và mặt đáy. Thế thì khi góc giữa mặt bên và mặt đáy thì các em sẽ làm theo quy trình như sau. Thứ nhất, đó là xác định góc. Các cái quy trình 4 bước thầy được hướng dẫn các bạn cách xác định góc đấy. Bước 1 này. Bước 1 đó là gì? Tìm giao tuyến đúng không ạ? Tìm giao tuyến, các bạn có thể viết giao tuyến của hai cái mặt phẳng SCD và ABCD này chính là đường CD. Ta thì nhìn chữ cái là thấy ngay đường chung CD. Đúng không? Bước 2 này. Đó là từ điểm còn lại. Các em hình dung là trong cái mặt phẳng SCD ấy thì các em CD là giao tuyến rồi. Vậy thì cái điểm còn lại là cái điểm SC là thường ở trên đỉnh. Đấy, từ điểm còn lại là từ điểm S. Các em sẽ hạ một đường SA, hạ một đường vuông góc với mặt kia, tức là mặt đáy đấy. Thì từ S mà các em dựng một đường vuông góc xuống mặt đáy thì người ta chỉ định ở bài này là đường S gì các bạn? SA, đúng không ạ? Hạ SA vuông góc với đáy. Rồi, đấy là bước thứ hai. Đúng không? Bước thứ ba, trong phương pháp của nhắc này, tiếp tục từ A, sau khi các em dựng SA vuông góc này thì tiếp tục từ A em hạ một đường vuông góc xuống giao tuyến CD. Giao tuyến các em tìm được là đường CD mà. Vậy từ A các em sẽ đưa một đường vuông góc xuống giao tuyến CD. Tuy nhiên là từ A mà vuông góc với giao tuyến CD lại chính là cái đường gì các bạn? AD rồi. Thì chúng ta sẽ viết này, tiếp tục từ A này, ta kẻ một đường vuông góc với giao tuyến chính là AD luôn. AD vuông góc với CD. Đấy. Và sau đó thì ta lại kéo lên trên đỉnh, đúng không? Hạ vuông lại xong ta kéo lên trên đỉnh thì cái góc là góc này. Rồi. Ok, vậy các em thể suy ra được cái góc cần tìm chính là góc góc giữa SCD và ABCD chính là cái góc SCDA. Ok, thì đấy là cái việc xác định nhá. Thế bây giờ nếu mà các bạn định làm về việc chứng minh ấy, các bạn định chứng minh là tại sao nó là góc như vậy. Nếu ta làm tự luận ta cũng cần chứng minh cho người ta biết thì tại sao nó là góc như vậy, thì em chỉ việc chứng minh là gì? Cái góc SCDA này này, nó được tạo nên từ đường này là 1 và đường này là 2. Thế thì các em chỉ cần việc chỉ ra này, đó là hai đường này đều vuông góc với giao tuyến CD là được. Em thể nhìn thấy đó là gì? Cái đường AD này là vuông góc với CD rồi, đúng không? Thầy sẽ chứng minh cho các bạn một chút nhá. Thầy chứng minh bài này thôi nhá, còn từ bài sau thầy sẽ không chứng minh nữa. Nghe chưa? Đấy, thì bây giờ ta chứng minh này. Ta có đường AD đã vuông góc sẵn với giao tuyến CD rồi. Vuông góc sẵn với CD rồi. Thế còn tại sao cái đường SD này lại vuông góc với CD? Đường SD vì sao lại vuông góc với CD? Bởi vì là trong những bài trước thầy đã dạy các bạn này. Lý do SD vuông góc với CD vì CD vuông góc với mặt phẳng chứa SD, đó là mặt phẳng SAD. Vì CD vuông góc với mặt phẳng SAD. Điều này thầy đã dạy các bạn nát vở ở trong 2K trước rồi, đúng không? Thầy không nói lại nữa. Như vậy là cái giao tuyến này vuông góc với hai đường này thì chứng tỏ SDA đúng là góc thật, đúng không ạ? Chính là góc giữa hai mặt phẳng thật. Đấy. Góc giữa hai mặt SDA. Đấy, nếu mà các bạn chứng minh thì các bạn chỉ cho thầy như vậy.
đúng không? Nhưng nhớ là chúng ta là không cần thiết nếu mà chúng ta làm trắc nghiệm, không cần chứng minh, được chưa? Thế còn bây giờ tính nào, sang bên này cứ tính cùng thầy nhá. Bây giờ để tính ra cái góc này, tính ra, các em mình dung là cái góc cần tìm ấy nó được nằm trong cái tam giác vuông SDC. Thì muốn tính được một góc ta phải biết mấy cạnh các bạn? Hai cạnh. Muốn tính một góc ta biết hai cạnh. Thế thì trong này thực ra may quá, à nó biết nó có hai cạnh rồi, đúng không? Vậy ta dùng luôn thôi. Thì trong tam giác SAD các em biết cái cạnh này là cạnh đối với góc D này, và cạnh này là cạnh kề với góc D này. Đối và kề, đối và kề DK đoàn kết tang, đúng không? Em có tang góc D thì bằng đối là SA trên kề là AD. Và nó bằng 2A trên 2A, đúng không ạ? 2A trên 2A bằng 1. Và tang bằng 1 thì chỉ có góc 45 độ thì bằng 1 thôi. Như vậy đáp số là 45 độ. Đấy. Các bạn thấy thầy trình bày nó rạch ròi không? Cách xác định theo quy trình 4 bước, cách chứng minh và cách tính. Thì bài nào các bạn trình bày rõ ràng như này giúp thầy nhá. Thì đấy là câu hỏi A. Cho tiếp tục đến câu hỏi B nhá. Câu A này mình xong rồi nhá. Nào câu B nào, chúng ta cùng làm này. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABCD. Ok. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và ABCD, thầy sẽ ghi câu hỏi sang bên này nhá. Góc giữa SBC và cái mặt phẳng ABCD. Ở đây thì các em có thể nhận thấy luôn, đó lại là một lần nữa lại là góc giữa mặt bên và mặt đáy, đúng không? Thế thì các em sẽ có cái quy trình xác định này. Đầu tiên ta có cái quy trình để xác định ra góc. Bước 1 nào. Tìm gì các em? Giao tuyến, đúng không? Bước 1 tìm giao tuyến, thầy có thể viết giao tuyến theo cái hình thức này. Bước 1 tìm giao tuyến thì cái điểm đường chung giữa chúng là gì? Giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABCD, ai nhìn ra đường chung là BC. Bước 1 tìm giao tuyến này, nhá. Bước 2 này, từ điểm còn lại trong cái mặt phẳng SBC thì BC là giao tuyến rồi, thế thì điểm còn lại điểm SC thì các bạn dựng vuông góc xuống. Từ S các em dựng một đường vuông góc xuống mặt đáy ABCD, đúng không? Giao tuyến đi này, vuông xuống đây. Thế thì chỉ có SA thôi, bài này người được chỉ định là SA rồi. SA vuông góc vào đáy. Bước thứ 3, tiếp tục từ A lại hạ vuông góc xuống giao tuyến, đúng không? Thế từ A mà hạ vuông góc xuống giao tuyến em không cần kể thêm, bởi vì đó chính là AB. AB đã vuông góc với giao tuyến BC rồi. Tiếp tục từ A này, các em có AB vuông góc với giao tuyến BC. Vậy các em có thể dễ dàng các em dựng vuông góc và em kéo lên đỉnh. Thì chỗ này, đó, đó chính là góc. Góc nằm trên giao tuyến BC mà, đúng không ạ? Vậy góc cần tìm, đó chính là góc SCBA. Đấy nhá, trên đây là cách xác định ra góc. Tiếp theo, các em sẽ đi tính. Thôi, phần chứng minh ta bỏ qua nhá. Tại vì chứng minh EC như cái câu vừa rồi để chứng minh thôi. Thì chúng ta sẽ tập trung vào việc tính thôi. B để tính cái góc SBA này, các em thấy là trong cái tam giác SBA, à may quá, nó đã có được mấy cạnh rồi các bạn. Trong tam giác này nó có đủ hai cạnh rồi, vậy ta không cần tính gì cả. Mà so với cái góc B cần tính, thì cái cạnh này là cạnh đối diện, còn cạnh này là cạnh kề, đối và kề DK, đúng không? Ta. Thì bây giờ ta xét cái tam giác vuông SCAB. Các em sẽ có là tang của góc B sẽ bằng đối diện là SA chia kề là AB, hay sẽ bằng là 2A trên A thì bằng 2. Mà tang bằng 2 thì em có thể bấm máy tính, đúng không? Đây, các em bấm shift tang của 2, thầy ấn thử nha. Shift tang của 2 thì góc đó là góc 63 độ xấp xỉ, đúng không ạ? Góc B này sẽ xấp xỉ khoảng 63 độ. Đấy, các bạn chú ý. Được chưa? Xác định xong ta tính, tính thì áp tam giác vuông, thế là được. Ok không? Rồi, tiếp tục ta đến câu C nhá. Chúng ta tiếp tục đến câu hỏi C này. Xác định tính góc giữa mặt phẳng SBD và mặt phẳng ABCD. Nào các bạn sẽ quan sát hình. Góc giữa SBD và mặt phẳng ABCD. Mình nối BD vào để có được cái góc giữa SBD nhá. Đây, ta nối BD vào. Đã. Thế thì bây giờ các em quan sát này. Việc đầu tiên là em phải xác định xem góc đó là góc nào đã. Các em sẽ phải đi xác định góc. Thế muốn xác định góc thì em lại có 4 bước, đúng không? Bước 1, tìm giao tuyến giữa SBD và ABCD. Em nhìn hình mà em nhìn chữ cái em thấy giao tuyến nó là BD rồi. Bước 1 chắc chắn là giao tuyến là BD. Đấy ạ. Bước 2, từ điểm còn lại thì BD là giao tuyến rồi, điểm còn lại sẽ là S. Em dựng một đường vuông góc xuống đây. Thì bạn thấy là S được vuông góc xuống đáy thì được chỉ định là SA rồi. SA vuông góc xuống ABCD. Bài này nó thế, có thể bài khác là S khác. Bước 3, sau khi các em dựng từ S vuông góc xuống là SA thì tiếp tục từ A em phải dựng vuông góc xuống đường BD,
Đấy, tiếp tục từ A, em dựng vuông góc xuống giao tuyến BD. Này đừng có mà nhầm, nó là AC nhá. Hình chữ nhật là không có hai đường chéo vuông góc đâu. Nên là ta phải chủ động ta tự dựng thôi. Này, ví dụ thầy dựng AH, đúng không? Chủ động tự dựng AH vuông góc với giao tuyến BD. Đó, AH vuông góc giao tuyến BD và ta lại kéo lên đỉnh, đúng không ạ? Ta lại kéo lên đỉnh S. Đấy. Thế thì cái góc cần tìm là cái góc ở trên giao tuyến BD này, góc AHS nhá. Yeah. Vậy xưa góc cần tìm là góc AHS. Đấy, các bạn thấy tìm nhanh không? Nhắm mắt này, giao tuyến này, xuống vuông góc giao tuyến này, kéo lên. Đấy, thế thôi. Học đây. Ok, thế là thầy đã xác định xong cái góc cần tìm đó là góc AHS này. Việc tiếp theo của thầy đó là thầy sẽ phải tính nó, đúng không ạ? Nào, thì bây giờ ta sẽ tính nó nhá. Bước tiếp theo đó là thầy tính cái góc này. Thế để tính cái góc AHS này thì em phải xác định là ta phải nhìn luôn vào cái tam giác SHA này. Tính góc nào ấy thì em sẽ nhìn vào tam giác của góc đó. Em thấy là trong tam giác SHA em mới có một cạnh thôi, đó là cạnh gì các bạn? SA. Như vậy là em còn thiếu mất một cạnh nữa là cạnh AH. Đấy, muốn tính góc này ta phải có hai cạnh mà, cái cạnh khả dĩ nhất là AH. Nhưng làm sao để tính được AH thì em lại nhìn trong cái tam giác vuông BAD. Trong tam giác vuông BAD em có AH chính là đường cao của cái tam giác vuông này. Vậy ta có thể dùng hệ thức lượng 1 trên để tính ra AH. Cụ thể tức là 1 trên AH bình bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Và khi đó em chắc chắn em có AH. Và khi có AH rồi em phối hợp với SA thì khi hai cạnh này nó phối hợp lại với nhau và cho các em được cái góc cần tìm. Đấy. Hiểu chưa? Như vậy nhiệm vụ chính là tính AH đã nhá. Nào, việc đầu tiên đi tính AH với thầy bằng cách là xét tam giác ABD. Xét tam giác vuông ABD. Các em có là 1 trên AH bình. Công thức hệ thức lượng tam giác vuông đấy, 1 trên AH bình thì bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Đúng không? Thay số nhá, tương đương này. 1 trên AH bình sẽ bằng AB thì bằng A rồi. Còn bên này AD thì bằng 2A, 2A bình lên là 4A bình. Hai bạn quy đồng đi. Mẫu chung là 4A bình thì lên đây là 4 này, 4 cộng 1 là 5, đúng không? Mẫu chung là 4A bình, 4 cộng 1 là 5 nhá. Rồi. Và từ đó các bạn suy ra được AH. AH bình đảo lên 4A bình trên 5. Hay nói cách khác là AH sẽ bằng 2A trên căn 5. Căn ra đúng không? 2A trên căn 5. Thì đó là cái AH mà các bạn cần tìm. 2A trên căn 5. Được chưa? Rồi, và bây giờ thì khi có được AH rồi, ta bắt đầu phối hợp và tính góc H này. Thì trong cái tam giác SHA vuông ở A thì để tìm ra góc H này mình lại có cạnh đối diện này và cạnh kề này lại tang một lần nữa, đúng không? Xét tam giác SHA. Em có tang của góc H là góc cần tìm đấy bằng đối diện là SA chia cho kề với nó là AH. Mà SA thì bằng 2A chia cho AH là 2A trên căn 5. Đây trên đây. Và như vậy tang này giúp gọn sẽ bằng căn 5. Vậy là tang góc H thì bằng căn 5. Thế thì góc H bằng bao nhiêu thì em sẽ lấy máy tính em bấm shift tang của căn 5, đúng không? Góc H shift tang căn 5. Nó bằng 65, xấp xỉ 66 độ. Đấy. 65,9 độ, xấp xỉ nhá, xấp xỉ. Hai bạn có thể ghi chính xác nó bằng arc tang, đúng không ạ? Chính xác nó bằng arc tang của căn 5. Đấy, như vậy là ở bài số 1 thầy hướng dẫn các bạn về cái cách trình bày, đúng không? Về cách xác định góc, cách tính như thế nào. Bây giờ ta sẽ lấy thêm vài ví dụ nữa cho nó chắc tay nhá. Ta tiếp tục đến với câu hỏi số 2 này. Cho hình chóp SABCD có SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Tam giác ABC đều cạnh A. Ok, bây giờ mình vẽ hình cái nhá. Vẽ hình phát cho nó lên tinh thần, làm bài nó sung. Này. Đáy là tam giác, thầy đã dạy các bạn vẽ đáy tam giác rất là nhiều lần rồi. A, B, C. SA vuông góc thì em sẽ dựng S thẳng với A này. Đấy, xong thì ta nối xuống đó. Được chưa? Ký hiệu góc vuông đầy đủ vào nhá. Người ta cho SA bằng 3 trên 2.
đáy là tam giác đều cạnh A, các bạn quan sát đáy là tam giác đều cạnh A. Rồi bây giờ sẽ góc giữa SBC và ABC. Xác định góc giữa SBC và ABC. Thế thì mình lại nhìn thấy là SBC là mặt ở bên trên, tạm gọi là mặt bên, mà ABC là mặt ở bên dưới thì gọi là mặt đáy, đúng không? Vậy là góc giữa bên và đáy. Thế thì ta lại bắt đầu dùng quy trình này. Đầu tiên đó là ta xác định góc theo cái quy trình 4 bước thầy đã dạy các bạn, đúng không ạ? Bước 1 này, giao tuyến. Giao tuyến là gì các em? Nhìn thôi thì chữ cái đã biết, BC. Rồi, xong bước 1, đúng không? Bước 2, giao tuyến đi rồi ấy, thì ta còn lại thằng người trên cao, thường là cái đỉnh S. Từ S em dựng một đường vuông góc xuống ABC. Thế còn từ S vuông góc với ABC thì bài này được chỉ định là SA, đúng không ạ? Ta dựng SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Được chỉ định như vậy, đúng không ạ? Sau đó tiếp tục từ A, sau khi dựng từ S vuông góc xuống A, tiếp tục từ A dựng vuông góc xuống giao tuyến BC. Tiếp tục từ A dựng vuông góc xuống giao tuyến BC nhá. Thì từ A mà dựng vuông góc vào giao tuyến BC, các bạn hình dung là đây là tam giác đều. Thì nếu em mà dựng một vuông góc, em nhớ em dựng vào trung điểm nhá. Tam giác đều mà, đường cao cũng là trung tuyến. Vậy ta dựng AH vuông góc với giao tuyến BC. Nhớ H là trung điểm của BC. Và rồi ta kéo lên đỉnh, đúng không? Kéo lên đỉnh. Đấy. Vậy góc cần tìm là góc này đây. Sẽ góc cần tìm là góc AHS. Rồi, đây là xong bước 1. Chứng minh thì các bạn tự chứng minh nhá. Để chứng minh đây là góc này, các bạn phải chứng minh BC vuông góc với AH là 1 và BC vuông góc với SH là 2. Thì bạn cứ chỉ cần chỉ cho thầy là BC nó vuông góc với cả mặt phẳng SAH thì đương nhiên BC sẽ vuông góc với hai thằng này. Thế nhá. Ok, bây giờ tính nào. Để tính cái góc SHA này thì chắc chắn là em sẽ phải xét tam giác SHA rồi. Thì trong tam giác SHA em hình dung là em đang có một cạnh sẵn là cạnh SA rồi. Thế thì trong tam giác SHA này em cần thêm một cạnh nữa là cạnh gì? AH thôi, đúng không? Thế cái AH này tính thế nào? Trong tam giác SHA muốn tính AH này thì người chuyên nghiệp là thế này này, các bạn nghe này, người chuyên nghiệp nha. AH là đường cao trong tam giác đều ABC. Thì người chuyên nghiệp thì người ta luôn có một cái câu như này. Đó là trong tam giác đều thì đường cao sẽ bằng độ dài của một cạnh nhân với căn 3 trên 2. Đây là công thức mà sau này các bạn sẽ áp dụng vô cùng nhiều lần nếu các bạn thi trắc nghiệm nhá. Và người chuyên nghiệp người ta thường làm như vậy. Ví dụ đường cao là AH, đường cao trong tam giác đều là AH thì nó sẽ bằng cạnh của tam giác đều. Như cái bài này ấy, cạnh của tam giác đều là A, bằng A đúng không? Thì nó sẽ bằng A nhân căn 3 trên 2. Đấy, thì đây là dành cho dân chuyên nghiệp. Không phải là dân học chuyên mà là dân làm trắc nghiệm chuyên nghiệp. Thế còn vì sao nó bằng A căn 3 trên 2 thì vì thế này. Lý do cái AH này bằng A căn 3 trên 2 bởi vì các em xét định lý Pythagore trong tam giác AHB, đúng không? Các bạn nhìn chung này. Trong cái tam giác AHB bạn dùng Pythagore cho thầy. Xét tam giác vuông AHB. Vì nó vuông tại H cho nên là AH bình phương. Cho nên là AH bình phương sẽ bằng cạnh huyền là AB bình trừ đi BH bình. AB bình trừ đi BH bình. Đấy. Thay số này. AB thì bằng A nhỏ, như vậy nó là A bình. Trừ đi BH, BH có phải bằng một nửa BC không? Là A trên 2 tất cả bình. BH là một nửa BC tức là A trên 2 đấy. BH bình là A trên 2 tất cả bình. Và quy đồng lên thì nó bằng 4. Đây là 4 này. 2 bình là 4, 4 nhân 3 bình trên 4. Đấy. Vậy là AH bình thì bằng 3 bình trên 4 thì có phải là về sau AH chính bằng A căn 3 trên 2 không? Đấy. Thì lý do nó có công thức nhanh là như vậy. Nhưng người chuyên người ta nhớ luôn, đúng không? Thế như vậy đây là A căn 3 trên 2 nhá. Ok. Thế thôi, thế bây giờ điểm H, cái góc H này trong tam giác SHA có hai cạnh rồi thì ta lại có đối và ta lại có kề, ta lại tang thôi, đúng không? Cái chỗ này ta làm nhanh này. Xét tam giác luôn ta có tang góc H nha. Tang góc H thì bằng đối, đối là SA chia cho kề là AH. Và sẽ bằng 3 trên 2 chia cho A căn 3 trên 2 và sẽ bằng căn 3. Đấy. Và tang bằng căn 3 chứng tỏ góc H này sẽ bằng 60 độ. Ok, hãy mọi người chú ý. Cho nên là những cái khâu mà về dựng vuông góc, các bạn lưu ý dựng vuông góc là em phải dựng đúng vị trí nhá, chứ không phải là dựng bừa cứ thích góc vuông là góc vuông đâu.
Chúng ta tiếp tục đến câu hỏi số 3 này. Câu này mình sẽ làm nhanh rồi nhá. Cho hình lập phương ABCD, A', B', C', D'. Ok, ta sẽ vẽ nhanh một cái hình lập phương này. Đáy trên này, đúng không? Xuống này. Cái này mình vỉa nhanh rồi nhá. Tại vì bài này khá đơn giản thì thầy muốn chốt lại một lần nữa cho các bạn thôi. Chứ còn thực ra nó đơn giản. Ui, nó giống hình hộp chữ nhật quá nhỉ. Nhưng thôi kệ đi. Hình lập phương là hình như nào? Hình lập phương là hình có tất cả các cạnh bằng nhau nhá. Tất cả các mặt đều là hình vuông cả, đúng không ạ? Tất cả các mặt đều là hình vuông, tất cả cạnh bằng nhau. Tất cả cạnh bằng A hết, A hết, đúng không? Bây giờ xác định góc này, giữa mặt phẳng A'BD, A'BD. Đây. Ta sẽ tô vàng nhé. Góc giữa mặt phẳng A'BD, các bạn nối cho thầy. Bài thầy sẽ làm nhanh thôi. Ok, A'BD là mặt phẳng màu vàng với mặt đáy ABCD. Vậy ta cứ hình dung là A nó thuộc nhóm bài mặt bên và mặt gì các bạn? Mặt đáy, đúng không? Thì ta lại có này, nhắm mắt này, giao tuyến này, dựng vuông góc xuống này, dựng vuông góc xuống này và kéo lên. Đấy. Thế bây giờ nào, góc giữa A'BD và ABCD, giao tuyến là gì? Chính là BD, đúng không? Giao tuyến BD. Bước 2, từ điểm còn lại là điểm A', bạn dựng một đường vuông góc xuống đây. Từ A' mà dựng vuông góc xuống đây là A'A, tại vì đó là cái đặc trưng của hình gì? Lập phương. Lập phương là hình lăng trụ đứng mà, đúng không? Nó là một cái đứng mà dựng vuông góc xuống. A'A vuông góc. Tiếp tục từ A lại dựng một đường vuông góc xuống BD. Nhưng các em hình dung là cái đoạn mà từ A vuông góc với BD ấy chính là cái đoạn AC này, đúng không? Hình vuông mà có hai điểm chéo vuông góc vào nhau. Và nó có đây tại O thì O này vuông góc. Đấy. Và bước 3 là ta kéo lên. Thì góc cần tìm đây, đúng không? Thấy nhá. Vậy là cái cách xác định nó rất là nhanh mà thầy được hướng dẫn các bạn rồi, đúng không? Giao tuyến này, xuống này, vuông góc giao tuyến lên. Chẳng qua là ta hiểu rằng vuông góc ấy thì nó phải vuông ở trung điểm. Thế bây giờ để tính ra cái góc này, em cần hai cạnh trong cái tam giác vuông A'AO này. Thì trong cái tam giác vuông A'AO này, các bạn đang có sẵn một cạnh là A rồi. Tại vì hình lập phương cạnh A, tất cả cạnh là A. Thì bây giờ các em chỉ còn mỗi cái AO này là tính nốt thôi. Ở đây thì các em cũng thể nhìn thấy như sau. Để tính được AO thì AO lại bằng 1/2 AC. AO thì bằng 1/2 AC, AC trên 2. Và thêm nữa là người chuyên nghiệp là gì? Người chuyên nghiệp là người ta phải nhớ luôn đường chéo của hình vuông. Đường chéo của hình vuông cạnh A ấy, hình vuông cạnh A có đường chéo là A căn 2. Vậy đường chéo AC là A căn 2. Đấy, AC là A căn 2 trên 2. Thì chốt lại AO sẽ bằng A căn 2 trên 2 nhá. Pythagore tính là ra hết mà, đúng không? Thế như vậy lại dùng tang thôi. Phần lớn các bài này ấy, góc giữa bên và đáy đều dùng tang thôi. Phần lớn là như vậy. Khi nào các bạn phải học giữa góc giữa bên và bên cơ thì nó mới khác. Đấy, tang đối này. Đối là A đúng không? Chia cho kề này, A căn 2 căn 2. Đấy, như vậy tang bằng căn 2. Còn tang bằng căn 2 bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ tự tính nhá. Cái bài này thì gọi là nháp nháp để các bạn hiểu hơn một chút. Tại vì nó rất là giống câu 1, câu 2 đúng không? Thầy cũng không tiện để trình bày tại vì thầy nghĩ là không cần. Tức là thi trắc nghiệm ấy thì em sẽ làm cái này. Hiểu vấn đề không? Nếu thi trắc nghiệm ta trình bày như vậy thôi. Thế là ok nhá. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 4 nào. Cho hình chóp ABCD có SA vuông góc ở đáy. SA bằng A căn 2. Đáy là hình thang vuông tại A và D. Có AB bằng 2A. Ok. À, thế câu hỏi này là câu hỏi mà nó là một câu hỏi rất tiêu biểu khi đáy của các bạn là một cái hình thang vuông nhá. Đấy của các bạn nó là hình thang vuông thì nó sẽ có một cái đặc thù nó rất là hay như này. Nhưng chết thì sẽ vẽ hình đã. Hình thang vuông những bạn nào các bạn chưa biết vẽ thì đây các em nên vẽ như này. Ở hình thang vuông này có đáy lớn là 2A và đáy nhỏ là DC là A. Thì như vậy đáy lớn phải gấp đôi đáy nhỏ, các bạn vẽ phải chính xác nhá. Vẽ là phải chuẩn đúng độ dài đấy. Bằng nhau là phải bằng nhau mà gấp đôi là phải gấp đôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, thế thì ông này vẽ 5 thôi. 1, 2, 3, 4, 5 đến đây rồi. Ok. Vuông ở A và D, cho nên D các bạn sẽ để ở dưới này nhá. A, B, C, D, đúng không? Vuông ở A và D. Có AB thì bằng 2A. Có DC, AD thì bằng A nhỏ. Và CD thì bằng A nhỏ. SA vuông góc ở đáy. SA vuông góc ở đáy. Thì đây S thẳng với A đúng không? Sau đây ta tỉa xuống.
là một phần đại. Yeah. Ok, SA bằng A căn 2 nữa. Bây giờ câu hỏi là xác định góc giữa SBC và ABC. Nào, như vậy là sau khi vẽ xong hình này thì em nhận định tình huống là gì? Nhận định tình huống đó là khi mà em phải xác định góc giữa hai mặt phẳng, trong đó đây chính là mặt bên và ABC là mặt gì các bạn? Mặt đáy, các bạn thấy không? ABC là mặt đáy nhá. Thế bây giờ các bạn nối gọi là ABC đi, đúng không ạ? Rồi, góc giữa SBC và ABC hoặc ABC hoặc ABCD cũng được, như nhau cả nhá. Nào, thế thì bước 1 này. Xác định góc. Giao tuyến đi, giao tuyến giữa hai mặt này là gì? BC rồi. Các em nhìn thôi là các em thấy giao tuyến nó là BC. Xong bước 1 này. Bước 2 đi này. Từ điểm còn lại các em gọi là điểm SC, thường ta lấy điểm ở trên đỉnh, ta dựng vuông góc xuống ABC. Thì từ S mà dựng vuông góc xuống ABC, bài này là một lần nữa lại là SA. Nốt bài này là SA rồi, bài hôm sau sẽ là S khác nhá. SA vuông góc với ABCD. Nhá. Bước 3 này, tiếp tục hạ vuông góc với giao tuyến. Tiếp tục từ A phải hạ vuông góc với giao tuyến, giao tuyến ở bài này là BC. Từ A mà em dựng vuông góc xuống BC thì ta dựng cái nào? Thế thì nhiều bạn là các bạn bắt đầu đưa một cái đường vuông góc xuống đây thì là hỏng này. Cái quan trọng nhất trong bài quan hệ vuông góc đó là em phải dựng vuông góc chính xác, dựng vuông góc đúng vị trí. Từ A mà em dựng vuông góc xuống BC mà em không hiểu cái đặc trưng của cái hình thang vuông này ấy, thì các bạn sẽ không thể làm được. Ở đây thầy sẽ bật mí cho các bạn một chút nhá. Một cái hình thang vuông mà có đáy lớn gấp đôi đáy bé, mà đáy bé lại bằng với đường cao, đường cao là cạnh bên này, thì sẽ có tồn tại một cái góc vuông ở đây. Dựng vuông góc xuống thì sẽ có một góc vuông ở C. Đấy là cái điều mà các em cần hết sức ghi nhớ. Nhắc lại, một hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy bé và đáy bé bằng với đường cao thì sẽ tồn tại một góc vuông ở đây. Nhưng vì sao tồn tại một góc vuông ở đây thì ta để đi chứng minh nhá. Cái việc chứng minh góc vuông ở đây nó rất quan trọng. Bởi vì ở trong cái bước 3 này này, các em phải hạ một cái đường vuông góc xuống, thế thì ta phải chứng minh được đây là góc vuông để ta còn hạ xuống. Vậy thầy sẽ đi chứng minh ở bên này. Đó. Chỗ này thầy sẽ đi chứng minh là tại sao lại có cái góc vuông ở cái điểm C này bằng cách như sau. Các bạn nhớ thầy chứng minh nhá. Đầu tiên, em lấy cho thầy điểm M là trung điểm của AB. Các bạn lấy cho thầy điểm M là trung điểm của đoạn AB. Sau các em nối CM vào thì các em xem thử điều gì sẽ xảy ra ở đây. Nối CM vào. Các em quan sát này. Sau khi gọi M là trung điểm AB thì em nhận thấy ngay là AM sẽ phải bằng A nhỏ, đúng không? AM sẽ phải bằng A nhỏ. Tại vì là AB bằng 2A mà, thì M là trung điểm thì AM bằng A nhỏ. Bạn hãy nhìn cho thầy cái tứ giác AMCB. Các em xét cho thầy cái tứ giác AMCB nó có những cái đặc điểm sau. Thứ nhất này, tứ giác AMCB nó có AM song song với BC bởi vì đáy là hình thang. Thế mà AM vừa song song vừa bằng BC, có thấy không? AM vừa song song với BC mà AM lại còn bằng luôn BC nữa. Thế thì một cái tứ giác mà có cặp cạnh đối song song và bằng nhau ấy thì nó là hình gì các bạn? Bình hành, đúng không ạ? Vậy ta khẳng định AMCB là hình bình hành. Tuy nhiên là cái hình bình hành AMCB này lại có góc vuông này, lại có góc vuông. Hình bình hành mà có góc vuông chứng tỏ AMCB là hình gì các bạn? Chữ nhật, đúng không ạ? Đó là hình chữ nhật. Nhưng lại còn nữa này, góc B vuông nhá, thì dẫn đến nó là hình chữ nhật này. Nhưng cái hình chữ nhật AMBC này lại có chiều dài bằng chiều rộng vì cùng bằng A. Thấy không? Dài bằng rộng bằng A. Một cái hình chữ nhật mà có hai cạnh kề dài rộng bằng nhau thì đó phải là hình vuông, đúng không ạ? Mà AB lại bằng với cả BC vì bằng A nhỏ. Thế thì chốt lại với tất cả những yếu tố này thì cái tứ giác này là hình vuông. AMBC là hình vuông. AMCB mới đúng. Đó. Vậy đây là hình vuông rồi. Hình vuông thì sao? Hình vuông thì sẽ có góc vuông ở đây. Đây, góc vuông ở đây. Đúng không? Góc vuông ở đây. Đấy. Thế góc vuông ở đây nó ảnh hưởng cái gì? Góc vuông ở đây nó ảnh hưởng gì đến cái hình này? Thì các bạn bắt đầu mới chú ý này. Ngoài hình vuông là bốn cạnh bằng nhau nhá. A, A thì đây cũng là A. CM bằng A. Suy ra CM bằng A. CM bằng A mà trong tam giác ACB thì CM lại là đường trung tuyến. Tại vì bạn gọi M là trung điểm mà, đúng không? M là trung điểm nên CM là trung tuyến. Nhưng vô tình là cái trung tuyến CM nó lại bằng một nửa của gì các bạn? AB. Tại vì AB bằng 2A mà trung tuyến CM lại bằng A, cho nên trung tuyến lại bằng 1/2 của cạnh tương ứng AB.
Thế thì cái tam giác gì là cái tam giác mà lại có trung tuyến lại bằng 1 phần 2 của cạnh tương ứng? Thì đó chỉ có thể tam giác vuông thôi. Vậy chứng tỏ là cái tam giác ACB bắt buộc phải là tam giác vuông, và cụ thể là vuông tại C, đúng không? Tam giác ACB có CM là trung tuyến nhưng lại bằng một nửa của cạnh tương ứng. Vậy đây là góc vuông. Đấy. Vậy ta có một chú ý rất quan trọng, đó là AC sẽ vuông góc với cả CB nhá. Thì việc đầu tiên là các bạn chú ý giúp thầy phần đó đã. Thì khi mà các em nhớ được cái góc vuông ở đây rồi ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bước xác định góc như nào. Lúc này ta xác định góc này, góc sẽ SBC và ABC, em có giao tuyến là BC này. Bước 2 là từ trên đỉnh em dựng một đường vuông góc xuống này. Bước 3 là tiếp tục đây em hạ vuông góc xuống đây nữa, thì đây chính là BAC, đúng không? Bước 3 tiếp tục từ A dựng AC vuông góc với giao tuyến BC. Và cuối cùng các em sẽ kéo nó lên gì các bạn? Lên đỉnh. Vậy góc cần tìm vào góc ACS. Ok, vậy đây chính là góc mà em cần tìm. Hết rồi, đúng không? Thế vậy là em đã có được cái góc cần tìm là góc này. Xong nhá. Thế còn bây giờ tính thì sao? Đây thầy sẽ tính nhanh cho các bạn này. Muốn tính cái góc ACS này, em lại nhìn trong tam giác SAC. Ở trong cái tam giác SAC là tam giác vuông, có cạnh này là A căn 2 rồi. Vậy em chỉ cần thêm một cạnh nữa thôi. Đó là cạnh nào các em? Cạnh này là A căn 2 rồi, thêm một cạnh nữa là cạnh AC. Cái cạnh AC này tính ra sao? Những bạn nào bạn nhìn nhanh này, bạn thấy góc vuông đây không? Pythagore này, A bình cộng A bình, Pythagore đúng không? A bình cộng A bình thì cái này bằng 2A bình. 2A bình mà căn ra thì nó lại là A căn 2. Đấy. Các bạn, mình làm miệng thôi nha, các bạn tự trình bày nha. Pythagore trong tam giác ADC, em có AC bình bằng đây bình cộng đây bình, vậy đây nó bằng A căn 2. Thế thì cái tam giác vuông SAC này, đây A căn 2, đây A căn 2, nó là tam giác vuông cân. Vuông cân như vậy góc vuông này, góc này phải là góc 45 độ, đúng không? Vậy góc C phải bằng 45 độ. Thì cái phần trình bày các bạn tự trình bày giúp thầy nha, tại vì phần này tính toán nó khá là đơn giản. Đấy. Có chăng ở bài này lưu ý nhất, một hình thang vuông có đáy lớn gấp đôi đáy bé và bằng với đường cao thì luôn luôn tồn tại góc C ở đây, là một cái dữ kiện vô cùng quan trọng cho các bài toán sau này. Các bạn phải ghi nhớ giúp thầy. Thế thôi nha. Chúng ta tiếp tục đến bài số 5 nào. Cho hình chóp SABC có tam giác SAB đều cạnh A và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. À, thế thì đây là một cái bài toán mà nó thuộc nhóm là mặt bên vuông góc mặt đáy ấy, đúng không? Thế thì trước khi làm ấy, ta vẽ hình nó chuẩn đã nhá. Thực ra thì vẽ gì thì vẽ, thì đầu tiên là vẽ đáy đã, đúng không? Hình quái thì cũng thế thôi. Đầu tiên ta vẽ đáy đã, rồi vẽ gì tiếp thì vẽ. Đáy là tam giác ABC này. Khi mà các em nhìn thấy một cái dữ kiện là mặt bên SAB chỉ có một mặt bên thôi, là mặt bên SAB vuông góc ở đáy nhá, thì thầy đã dạy các bạn trong cái bài hai mặt phẳng vuông góc, đúng không? Thầy đã dạy các bạn khi hai cái mặt phẳng vuông góc, tức là cái mặt bên vuông góc với mặt đáy, thì cái điểm S ấy em phải lấy ở trong cái miền AB này, các bạn lấy giữa giữa của AB cho các bạn gióng lên một đường. Đấy, thì đó là cái điểm S mà em cần tìm. Xong em sẽ tỉa xuống. Tỉa xuống. Thì ít nhất là các em phải tìm đúng cái vị trí của đỉnh S đã. Nhiều hơn thì thầy có dạy các bạn trong buổi trước là gì? Trong cái bài hai mặt phẳng vuông góc, thầy có dạy các bạn là nếu mặt hai mặt phẳng là mặt bên này vuông góc với mặt đáy này, thì em phải học thuộc một cái phản xạ. Phản xạ đó là từ đỉnh em phải dựng vuông góc xuống giao tuyến, đúng không? Từ đỉnh em dựng một đường vuông góc xuống giao tuyến, thì cái đường vuông góc đó về sau nó sẽ là đường vuông góc với cả mặt đáy, và đó chính là đường cao của hình chóp. Đấy, thôi cái đấy ta sẽ nói sau, nhưng thầy đã hướng dẫn các bạn và thầy đã yêu cầu các em phải nhớ rồi. Mặt bên vuông góc mặt đáy nhá, dựng một đường cao vuông góc xuống. Đấy, từ từ đã nhá. Tam giác SAB đều cạnh A này, chút thì ta dựng sau, ta cứ ký hiệu hết đã. Tam giác ABC vuông tại C với BC bằng A trên 2. Vuông tại C với BC bằng A trên 2. Ok. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt đáy. Tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt đáy. Đấy. Thì trước khi tính góc giữa mặt SBC và mặt đáy thì thầy cần phải nói lại với các bạn về một cái bước phản xạ. Bước yêu cầu phải ghi nhớ. Yêu cầu là phải ghi nhớ. Sau khi ta đã học xong bài hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Đấy. Đó là gì? Khi dữ kiện cho hai mặt vuông góc với nhau, ví dụ dữ kiện cho mặt SAB vuông góc với mặt ABC, mà bọn này vuông góc theo cái giao tuyến là giao tuyến đường AB, đường trung AB, đúng không? Thì các em phải có một phản xạ, đó là từ đỉnh dựng một đường vuông góc xuống giao tuyến cho thầy. Ta dựng SH vuông góc xuống giao tuyến cho thầy. Nhưng vì tam giác này tam giác đều này, cho nên khi dựng vuông góc thì các em nhớ là các em dựng trung điểm nhá. SH vuông góc phải giao tuyến, đúng không? Thì theo cái định lý ở trong bài hai mặt phẳng vuông góc,
SH sẽ vuông với đáy. Đấy, cái này là cực kỳ quan trọng sau này. Xác định đường cao của hình chóp lớp 12 là quan trọng, rất quan trọng, và lớp 11 cũng quan trọng luôn. Và các bạn phải ghi nhớ là đây là bước phản xạ. Được chưa? Tất cả những bài có mặt bên vuông góc và đáy em phải phản xạ, em dựng luôn một đường cho thầy nhá. Để em nhớ được cái này. Ok, thì đấy là hình vẽ đã được kết thúc này. Bây giờ thì các em tiếp tục đến với cả phần câu hỏi. Đó là tính góc giữa mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABC. Tính góc giữa SBC và ABC. Thế giờ làm sao để tính được? Thì bước đầu tiên ta xác định đã, đúng không? Thứ nhất là ta xác định vị trí đã. Để xác định này, bước 1, tìm giao tuyến cho thầy. Giao tuyến em có thể nhìn ở trên đấy luôn, trên chữ cái luôn. Đó là đường BC. Giao tuyến là đường BC, đúng không? Thứ hai là từ đỉnh còn lại này. Từ đỉnh còn lại, từ S em dựng một đường vuông góc xuống đây. Từ S các em sẽ dựng một đường. Nhưng mà từ S mà dựng vuông góc với ABC ấy, thì các bạn chú ý, từ S mà dựng vuông góc với ABC thì bài này là SH chứ không phải SA. Nhưng mấy bài trước các bạn SA nhiều quá rồi. Bài này phải là SH, tại vì ta vừa chứng minh xong đấy. Dựng SH vuông góc với đáy ABC. Đó là bước 2 này, đúng không? Bước 3, sau khi từ S em dựng một đường SH vuông góc với đáy thì tiếp tục từ H em phải dựng vuông góc với giao tuyến. Từ H bây giờ các bạn kẻ vuông góc với giao tuyến BC thì em phải liếc nhìn xung quanh này. Cái giao tuyến BC nó đang vuông góc với cái đường AC. Đây. Thì nếu từ H cũng muốn vuông góc với BC thì em phải kẻ nó song song với đường AC này. Đây các bạn kẻ cho thầy một đường HK nét đứt nhá. Em kẻ cho thầy một đường HK song song với cả BC này, AC này thì chắc chắn nó sẽ vuông góc với giao tuyến, đúng không? Đấy. Thế xong bước 2, HK vuông góc với giao tuyến. Được chưa? Và từ đó ta kéo lên đỉnh, đúng không? À, ta đi lên đỉnh. Đấy. Thì cái góc đó là góc này. Ok. Vậy góc cần tìm là góc SKH. Ok, đã xây được góc. Đấy. Rồi, thì bây giờ ta tính góc SKH nào. Tính. Muốn tính cái góc SKH em phải xét tam giác SKH luôn. Và muốn tính một góc em phải biết hai cạnh. Hiện tại ở trong tam giác SKH em không biết một cạnh nào cả. Nói thẳng luôn với nhau là trong tam giác SKH em không hề biết cạnh nào cả. Nên bây giờ ta bắt đầu phải tính từng cạnh một. Thì em nhìn giúp thầy nhé. Trong tam giác SKH em tính được cạnh nào đầu tiên? Thì có lẽ bạn sẽ nhìn được đó là cạnh SH này. SH này em hoàn toàn thể tính được. Ở một cái ví dụ trước ấy thì thầy đã nói với các bạn về trong trường hợp ta là dân chuyên nghiệp, đúng không? Nếu ta là dân chuyên nghiệp, ta nhìn thấy là SH nó là đường cao ở trong tam giác đều SAB. SH là đường cao trong tam giác đều SAB thì là dân chuyên nghiệp và đã là trình bày rồi. SH sẽ phải thuộc lòng luôn, nó là A căn 3 trên 2. Đấy. Chứng minh đã nói ở ví dụ trước nhá. Thì cho nên chỗ này ta áp dụng thôi. Khi là dân chuyên nghiệp, em nhận thấy là SH là đường cao trong tam giác SAB. Vậy nó bằng A căn 3 trên 2, ta viết nhanh và ta không cần phải tính toán trình bày gì cả. Ok. Vậy là trong tam giác SHK thì các em đã có được một cạnh rồi. Cạnh tiếp theo mà em có thể tập trung vào tính thì có lẽ là cạnh HK. Nhưng làm sao em tính được cạnh HK đây? Thì em nhìn cho thầy này, HK của em ấy hiện tại là nó vuông góc với cả BC thì chứng tỏ là HK nó song song với AC. Nhưng ngoài song song với AC thì cái HK nó còn đi qua trung điểm H của AB nữa. Mà một cái đường thẳng song song với cạnh đối diện mà lại đi qua trung điểm của cạnh bên, người ta gọi HK là đường trung bình. Và nếu HK là đường trung bình thì đường trung bình này sẽ bằng một nửa của AC. Đấy, vậy ta lập luận nhá. HK sẽ bằng một nửa AC. HK do song song với AC, đúng không? Mà H lại là trung điểm của AB. H là trung điểm của AB. Đấy, thế thì HK chắc chắn với các bạn rằng là nó sẽ là đường trung bình. Là đường trung bình trong tam giác ABC. Và khi là đường trung bình thì em có thể nhận định nhanh chóng HK sẽ bằng 1/2 AC. Được chưa? Cứ thế đã, đúng không? Tuy nhiên thực ra là khi HK 1/2 AC, AC cũng đã có đâu. AC hoàn toàn chưa có, nhưng AC có thể tính được nhá. AC hoàn toàn có thể tính được. Tính được kiểu gì? Pythagore trong tam giác ACB. Đây, các bạn nhìn trong tam giác vuông ACB thì ta có cạnh huyền và cạnh góc vuông thôi. Thì ta tính được AC ngon lành thôi. AC bình phương thì bằng cạnh huyền là AB bình trừ đi BC bình. Thay số này, AB bằng A nhỏ. Thằng này bình phương là A trên 2, bình phương là A bình trên 4.
Vậy 4 trừ 1 là 3, 3 bình trên 4, đúng không? Thế thì chứng tỏ là AC sẽ bằng căn ra. Vậy suy ra cái đoạn AC bằng A căn 3 trên 2. Đấy nhá. Thầy đã tính cái AC này nhờ Pythagore ở bên trên này rồi, A căn 3 trên 2. Và như vậy thằng HK cần tìm lại bằng một nửa thằng AC, đúng không? Lại bằng một nửa thằng AC. Vậy suy ra HK cần tìm bằng một nửa AC hay bằng 1 phần 2 nhân A căn 3 trên 2, hay là sẽ bằng A căn 3 trên 4. Đấy, nửa nha, thằng này Pythagore nhá, A căn 3 trên 4, ok. Đấy, và chốt lại là cái góc H ta cần tìm ý, góc K ta cần tìm trong cái tam giác này này đã có hai cạnh rồi đúng không, cạnh đối và cạnh kề. Vậy ta dùng tang, và chốt lại ta dùng tang, em có tang của góc K, tang của góc K bằng đối trên huyền, đối là A căn 3 trên 2 chia cho kề, chứ xin lỗi, là A căn 3 trên 4, và nó sẽ bằng 2, đúng không? Vậy tang sẽ bằng 2. Mà tang bằng 2 thì ta lại ấn shift tang thôi. Shift tang của 2 63,4 độ, xấp xỉ 63 độ. Còn nếu bạn nào chính xác hơn, các bạn có thể ghi là arc tang của 2 thì chính xác một cách tuyệt đối nhá. Đấy, như vậy là các bạn phải hết sức chú ý là gì? Đường cao của hình chóp ông phải dựng đúng, đúng không? Đường vuông góc xuống giao tuyến ông phải dựng đúng, khi đó mới có kết quả được. Nào, câu hỏi số 6 này. Cho hình chóp tam giác đều à? Hình chóp tam giác đều. Ok, chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng 3 và cạnh bên bằng 2A. Chóp tam giác đều là chóp như nào? Đây, các bạn phải chú ý về cách vẽ nha. Nó có chóp tứ giác đều và chóp tam giác đều, nhưng nó là chóp đều đấy. Đây, chóp tam giác đều này. Thì các em phải nhớ về khái niệm chóp đều đã, đúng không? Chóp đều là chóp mà có đường cao ấy, nó rơi vào đúng vào gì các bạn? Và tâm đáy, đúng không? Đường cao rơi vào tâm đáy. Các bạn cũng đã biết chóp tứ giác đều, đây thầy vẽ sang bên cạnh nha. Đây, cái chóp tứ giác đều này. Đây. Tứ giác đều đáy là hình vuông đúng không? Đáy là hình vuông. Thì cái tâm của hình vuông ấy nó nằm ở giao của hai đường chéo. Đấy. Thì về sau các bạn vẽ này, tất nhiên là nét có nét đứt nha, nhưng thầy phát qua thôi. Thì chóp tứ giác đều là chóp mà có SO vuông góc vào đáy, thầy đã nói trong những buổi trước rồi. Chóp tam giác đều cũng như vậy. Thì thực ra là cái đường cao ấy nó phải rơi vào tâm đáy, nhưng tâm tam giác đều nằm ở đâu? Thì tam giác đều được cái là toàn bộ là các tâm là chập thành một. Đấy, cho nên là tâm đường tròn ngoại tiếp của nó nhá. Tâm đường tròn ngoại tiếp của nó cũng chính là trọng tâm luôn. Và cách vẽ trọng tâm thì rất đơn giản thôi, đúng không? Em vẽ một đường trung tuyến, hay cũng có thể gọi là đường cao đi, đúng không? Đều mà. Sao mới tỷ lệ 2/3. Đấy, thì đây chính là tâm, mọi loại tâm đều chập thành cái tâm này. Trực tâm, trọng tâm, ngoại tiếp, nội tiếp, chập hết. Và từ đây các em gióng lên một đường thì đó chính là đỉnh. Đã đứt nhá. Ai chà. Đó. Ok, SC ABC đây. Ok chưa? Đấy, tại sao ta phải quan trọng? Đường cao vô cùng quan trọng, bởi vì đường cao nó xác định đến góc giữa hai mặt phẳng. Em phải xác định đúng đường cao nhá. Em phải nói cho người ta rõ là SO trong bài này vuông góc ở đáy nhá. Trong đó O là trọng tâm nhá. O là trọng tâm của tam giác ABC. Đấy. Rồi, họ cho cạnh đáy bằng 3, họ cho cạnh đáy bằng 3. Cạnh B bằng 2A, ok, cạnh B bằng 2A. Bây giờ họ bảo là tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. Vậy này họ không thể đặt tên luôn, người ta còn bảo mặt bên và mặt đáy luôn, đúng không? Thế thì bây giờ mình tự cho mặt tên đi. Mặt bên là mặt gì? SCBC. Và đáy là mặt gì? ABC. Ta chọn hai mặt, cái mặt bên tiêu biểu là mặt bên SBC nhá. Thì khi làm em thấy là bên và đáy thì lại nhắm mắt làm này. Bước 1 này, giao tuyến. Bước 2, vuông góc xuống đáy. Bước 3, vuông góc xuống giao tuyến. Và bước 4, kéo lên. Đấy, đúng không? Nào, về góc giữa SBC và ABC. Bước 1, giao tuyến nào các em. Giao tuyến giữa SBC và ABC chính là đường BC. Giao tuyến BC. Bước 2 là từ trên đỉnh các em hạ một đường vuông góc vào đáy, thì chính là SO, ta đã nói trước rồi. SO vuông góc vào đáy. Bước 3 tiếp tục từ O hạ vuông góc xuống giao tuyến, thì may quá, cái từ O vuông góc phải giao tuyến thì vô tình nó chính là OH, là cái đường cao này luôn. OH vuông góc phải giao tuyến. Và ta kéo lên đỉnh, đúng không? Kéo lên đỉnh. Đấy. Sau thì ta có góc đây, đây là góc cần tìm, đúng không ạ? Đấy. Vậy góc cần tìm là góc OHS, đúng chưa? Ok nhá.
Thế bây giờ ta tính cái góc OHS này thôi. Nào, bây giờ cùng nhau tập trung vào cái công đoạn là tính cái đoạn OHS này. Thì làm sao ta tính được cái đoạn OHS này đây? Đấy, thì đó mới là cái vấn đề lớn này này, đúng không? Bây giờ muốn tính được cái góc OHS này thì em phải khẳng định một điều là em phải biết được hai cạnh trong tam giác OHS. Trong tam giác OHS, bạn phải khẳng định với mọi người một điều là mình phải tính được hai cạnh. Thì bây giờ bạn thích tính cạnh nào và cạnh nào? Thì thầy ở bài này nhá, các em có thể tính cạnh nào cũng được. Các em nhớ này, em tính cạnh nào thì cũng ok. Nhưng thầy sẽ lựa chọn hai cạnh, đó là cạnh OH là 1 nhá. Và cạnh S gì các bạn? SH là 2 nhá. Đây, thầy lựa chọn OH và SH. Thì cho nó thay đổi đi, không dùng tang nữa, đúng không? Thì bây giờ OH nào, OH thì tính như nào? Các em quan sát này, do O nó là trọng tâm của tam giác ABC, cho nên OH thì bằng 1/3 của AH, tính chất trọng tâm, đúng không ạ? OH bằng 1/3 của AH, tính chất của trọng tâm. Tuy nhiên là cái AH này các em hoàn toàn có thể tính được. Vì sao lại như vậy? Thì dân chuyên nghiệp đã có câu rồi. Trong tam giác đều thì đường cao AH bằng cạnh nhân căn 3/2. Đường cao AH bằng cạnh là 3A. Cạnh của cái tam giác đều 3 nhá, nhân căn 3/2. Đó. Đấy là chính là độ dài AH, đúng không? Thì nhân thêm 1/3 là ra OH thôi. Và tao giúp gọn này. 1/3 là hết rồi, đúng không? A căn 3/2. Đấy. Vậy thầy đã có cạnh thứ nhất nhá, là OH A căn 3/2. Được chưa? Thì nó chính là một trong hai cạnh của cái tam giác SHO này. Tiếp theo, cạnh tiếp theo thầy nhắm tới là cạnh SH này. Tại sao thầy lại nhắm đến cạnh SH này? Em nhìn cho thầy vào cái tam giác SCBC. Tam giác SBC này hiện tại là tam giác cân do hai cạnh bên này bằng 2A. H này còn là trung điểm BC ấy. Nó là trung điểm ấy, thầy vẽ nó hơi lệch thôi. Nhưng nó là trung điểm bởi vì ta dựng trung tuyến mà. Nhưng mà hơi lệch chút xíu, thông cảm nhá. Thì H đó là trung điểm của BC. Thế thì nếu cái cạnh BC này bằng 3A, đúng không? Thì cái cạnh HC bằng 1/2 sẽ là 3/2. Thêm nữa, do H là trung điểm BC cho nên cái tam giác cân này ấy cũng sẽ vuông ở H. Cân thì cho nên là trung tuyến nó là đường cao mà. Thế thì bây giờ để tính ra gì? SH này, bạn nhìn này. Trong tam giác SHC, SH bình phương sẽ bằng SC bình phương trừ đi HC bình phương, Pythagore. Đấy, các bạn nhìn nhá, trong tam giác vuông SHC thì em sẽ có này, SH bình phương, đúng không? Sẽ bằng SC bình trừ đi CH bình, đúng nhá. Vuông ở H mà. Thay số này, SC là 2A bình lên là 4A bình. Cái này là 3/2 bình lên là 9A bình trên 4. Và như vậy nó sẽ bằng 4 × 4 = 16, 16 trừ đi 9 là bao nhiêu? 7. 7A bình trên 4. Đó. Như vậy là SH bình phương thì bằng 7A bình trên 4. Thì dẫn đến là SH sẽ bằng A căn 7 trên 2. A căn 7 trên 2. Ok. Thì đấy chính là cái cạnh còn lại mà thầy định tính, A căn 7 trên 2. Như vậy là để tính ra cái góc H cần tìm, dù sao cần tìm vào góc OHS này. Em sẽ nhìn trong tam giác vuông SHO và dùng hàm gì nào? Hàm gì để ra? Lần này dùng hàm cốt nhá. Kề là OH trên huyền, vuông đây mà, huyền là SH, kề trên huyền, cốt. Đó. Ta có cốt góc cần tìm và cốt góc H sẽ bằng kề, kề là OH chia cho huyền là SH, đúng không? Kề trên huyền. OH nó là 3/2 chia cho huyền là SH. SH thì vừa mới tính là A căn 7/2. À lỗi, xin lỗi các bạn, đây là A căn 3/2. A căn 7/2. Đúng không? Chia đấy. Và như vậy nó bằng căn 3/7. Đúng không? Căn 3/7. Đấy, và cốt của nó bằng căn 3/7. Thì em có thể suy ra là H sẽ bằng xấp xỉ. Xíp cốt của căn 3/7. Đó. Vậy thôi nhá. Cho hình chóp LHCD của đáy là hình vuông tâm O cạnh A. Đấy là hình vuông, ta vẽ hình vuông trước nha. A, B, C, D. Tâm O. Đó. Và bài này người ta lại bảo đường thẳng SO vuông góc phải đáy. Như vậy từ O ta sẽ dựng lên một đường thẳng, đứng lên
SO vuông góc phải đáy. Rồi. SO thì bằng A căn 3 trên 2. Đáy là hình vuông tâm O cạnh A. Ok. Bây giờ họ yêu cầu các em tính góc giữa mặt phẳng SBC và ABCD. Nào, bây giờ chúng ta nhìn hình vẽ nhá. Góc giữa SBC và ABCD. Thì quy trình lại như sau. Nào, để tính góc giữa SBC ABCD này. Góc giữa mặt bên và mặt đáy này. Đầu tiên thì ta sẽ có giao tuyến. Giao tuyến thì là BC. Đúng không ạ? Giao tuyến là BC. Bước 1 này. Đấy ạ. Bước 2, từ trên đỉnh. Từ trên đỉnh S ta dựng một đường vuông góc xuống đáy, thì bài này cái đường trên đỉnh xuống là SO. Đó. Từ trên đỉnh ta dựng một đường vuông góc. Những bài trước là SA, còn bài này thì là SO. Rồi, bước 2 này. Bước 3 này, tiếp tục từ O hạ vuông góc xuống giao tuyến này. Tiếp tục từ O hạ vuông góc xuống giao tuyến đây. Ta hạ một đường vuông góc xuống giao tuyến. Và sau đó thì ta kéo lên trên đỉnh. Đấy. Thế góc quần tìm nó nằm đây này. Đúng không? Rất là quen thuộc rồi. Gọi hát nhá. Giao tuyến này. Từ trên đỉnh hạ vuông góc xuống đáy này, hạ vuông góc xuống giao tuyến này và kéo lên trên. À. Thế bây giờ ta cần tính góc SHO. À, ta cần tính góc SHO. Thế thì trong cái tam giác SHO này, hiện tại là mình đã biết trước cạnh SO bằng A căn 3 trên 2 rồi. Các em đã có cạnh SO bằng A căn 3 trên 2. Vậy em tính nốt cạnh OH thôi, đúng không? Là được. Còn nếu các em quan sát kỹ vào cạnh OH thì em thấy là OH nằm trong cái tam giác ABC. OH nằm trong tam giác ABC. Thế mà OH thì song song với AB. Trong khi O thì là trung điểm, O thì là trung điểm. Một cái đường thẳng mà đi qua trung điểm mà lại song song với cái cạnh còn lại này thì người ta gọi đó là đường trung bình. OH là đường trung bình của cái tam giác ABC. Mà tính chất của đường trung bình, tính chất của đường trung bình thì sẽ bằng một nửa cạnh đối diện. Tức là OH sẽ bằng một nửa cạnh đối diện là AB trên 2. Hay nó bằng là A trên 2. Tóm lại OH bằng A trên 2, đúng không? Và bây giờ các em muốn tính góc H này thì những cái cạnh đã biết này, em đã biết cạnh này là A căn 3 trên 2 là cạnh đối này, cạnh này là cạnh kề này. Vậy ta dùng hàm tang thôi. Tang của góc H bằng đối diện là A căn 3 trên 2 chia kề là A trên 2. Và sẽ bằng, đúng không? Đối A căn 3 trên 2 chia 2 với 2 là hết, vậy nó bằng căn 3. Đó. Và tang mà bằng căn 3 thì ta có góc cần tìm, đó là góc 60 độ. Góc 60 là góc có tam bằng căn 3. Góc C. À. Với những cái ví dụ vừa rồi thì thầy hy vọng là các bạn đã hiểu được về cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Cụ thể đây là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Thì các bạn phải chú ý này, những bạn lớp 11 nha, và kể cả những bạn lớp 12 cũng thế. Thì cái phần góc giữa mặt bên và mặt đáy các bạn ấy, mặt bên và đáy, thì nó chiếm đến 80% các cái câu hỏi kiểm tra của các em. Và như mọi năm ấy là tỷ lệ cực kỳ cao. Đó là câu hỏi chính ở trong cái đề thi của các em nhá. Thầy xem đề thi học kỳ của các bạn rất là nhiều năm rồi, chỉ thi góc giữa mặt bên và mặt đáy thôi. Tất nhiên là chúng ta còn góc giữa mặt bên và mặt bên nữa. Nhưng thì mặt bên và mặt bên nữa. Nhưng cái video này ấy thì một là những bạn nào đã học các bài giảng của thầy trong khóa học rồi, hoặc là trên lớp của thầy rồi, thì thầy các bạn đã học rồi. Còn nếu không thì thầy phải đợi cái sự ủng hộ các bạn. Là nếu mà các bạn chia sẻ, tức là các bạn thấy là bài tập này có ích, tại vì thầy chưa chắc là cái bài tập mà thầy vừa chữa cho các bạn là có ích đâu, nhỡ không ai xem thì sao, đúng không? Thế bây giờ không ai xem cái bài này thì bây giờ làm tiếp cái bài này thì nó có tác dụng gì? Tại vì làm không ai xem thì làm gì cho nó mất thời gian ra. Đấy, cho nên là thầy sẽ đợi phản hồi từ cái bài toán này nhá. Thì thầy sẽ làm nốt phần còn lại cho các bạn. Nhưng mà thầy cũng nói luôn với các bạn rằng là lớp 11 ấy thì em sẽ chỉ thi phần này thôi. Đấy. Còn cái phần mặt bên với mặt bên này thì chủ yếu là các ông lớp 12 các ông thi đại học. Đấy, các bạn nhớ cho thầy nhá. Nhưng chắc chắn là thầy đã học thầy thì sẽ đủ. Nhưng đấy, thầy đã nói rồi, khi thầy up lên YouTube này thì nếu được phản hồi tốt và nhiều người xem thì thầy bắt đầu mới đăng tiếp. Ok chưa? Thì cũng rất là mong hẹn gặp lại các bạn trong cái phần thứ hai nhá. Đó là một góc giữa mặt bên và mặt bên. Nhưng đấy, thầy nghĩ là nếu không có cơ hội học phần 2 thì phần 1 cũng đã quá đủ cho các em thi học kỳ và kiểm tra một tiết rồi. Được không ạ?